Xin chào anh em, hôm nay tại trung tâm VATC đang diễn ra một buổi thực hành chẩn đoán của lớp điện ô tô toàn diện K28 và buổi thực hành đánh ban tổng hợp điện thân xe của lớp K29. Mời mọi người cùng em đón xem buổi thực hành của học viên VATC sẽ diễn ra như thế nào nhé. Đây là buổi thực hành chẩn đoán tại trung tâm VATC. Tại đây, khi anh em tham gia các khóa học, anh em sẽ được thực hành trên nhiều dòng xe hiện đại có tại trung tâm với rất nhiều ban bệnh về các hệ thống điện tử ô tô như hệ thống tua ký, Smart Key. Được hướng dẫn và sử dụng hơn 30 loại máy và thiết bị chẩn đoán được trang bị tại trung tâm, học thực hành thực tế trên xe, giảng viên giàu kinh nghiệm của trung tâm sẽ tận tình giảng dạy, hỗ trợ anh em học viên chúng ta. Còn đây là buổi thực hành đánh ban bệnh điện thân xe của lớp kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện tử ô tô chuyên nghiệp khóa K29. Các bạn học viên sẽ được thực hành tại xưởng số 1 của trung tâm, thực hiện khoanh vùng, phân tích các hư hỏng trên các hệ thống điện thân xe. Xưởng được trang bị rất nhiều dòng xe cùng các trang thiết bị sửa chữa hiện đại sẽ giúp anh em học viên chúng ta dễ dàng và tiếp cận gần hơn với sửa chữa chuyên nghiệp. Vừa rồi là một buổi thực hành diễn ra tại trung tâm VATC. Anh em nào có nhu cầu học sửa chữa điện ô tô hoặc mong muốn nâng cao tay nghề thì có thể liên hệ em qua số hotline 0932 592 568. Em quan tư vấn tuyển sinh. Hiện nay, trung tâm VATC đang có các chương trình khuyến mãi về các khóa học tại trung tâm, giảm lên đến 50% học phí nhân dịp lễ 30 tháng 4. Nhanh tay đăng ký để nhận cho mình chương trình khuyến mãi.